Em xin kính chào các anh các chú đến với kênh Thánh Học Phần Hùng. Em xin kính chúc các anh các chú có một ngày mới làm được nhiều niềm vui và có nhiều sức khỏe. Mọi người có nhu cầu khám vui lòng liên hệ qua số điện thoại Zalo bên dưới 0948241055 để tư vấn ạ. Hôm nay tiếp tục em lên mắt rồi. Mà ép Apollo với đồng giá 80.000 một chiếc, hoặc là mua 3 chiếc sẽ được với ship. Đã không phải mọi người chờ lâu nên tiếp tục lên mã đầu tiên, mã F1 ạ. Mã F1 với mã màu xanh. Cảm nhận của nó là một cái cúc này ạ. Ở đây có sẽ có viền bo tay. Ở đây sẽ có bo tay với tay là 56, bụng là 59 và chiều dài là 72 ạ. Ở đây sẽ có cái tem đấy ạ. Sẽ có tem đây. Sẽ cận chất cho mọi người xem ạ. Đây là chất cốt tông ạ. Cốt tông này rất mặc lên rất là mát, thoải mái ạ. Mọi người có mặc đi chơi bạn bè, đi chơi với bạn bè hay đi uống cà phê hay đi làm mặc ở nhà đều thoải mái ạ. Rất là ok ạ. Đây với vai là 56, bụng là 59 và chiều dài là 72 ạ. Em sẽ tiếp mã F2 với mã màu xanh dương ạ. Màu này bên em bán rất là chạy luôn ạ. Ở đây sẽ có điểm nhấn của nó là một chiếc túi. Có một chiếc túi và hình thêu ở đây ạ. Với vai là 43, bụng là 50 và chiều dài là 70 ạ. Ở đây có logo và tem mát ở đây ạ. Đây là chiếc cốt tông mặc lên rất là mát luôn ạ. Một thoải mái, mọi người tập thể dục hay tập thể dục hay đi đâu rất là ok luôn ạ. À đây nó sẽ có những chiếc cốt đây. Đặc biệt của nó là ở chiếc thêu này ạ. Vai là 43, bụng là 50 và chiều dài là 70 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo, mã F3. F3 với mã 18 ạ. Đây là chiếc cốt ông, cốt tông tổ ong ạ. Có viền bo tay với vai là 48, bụng là 59 và chiều dài là 73. Ở bên trong đây nó sẽ, ở dưới này nó sẽ có xẻ tà. Ở đây có xẻ tà và bên trong này sẽ có tem cúc ạ. Em giơ cận chất cho mọi người xem ạ. Nó rất là thoải mái, đi làm, đi chơi hay đi đâu đều được luôn nhé. Với vai là 48, bụng là 59 và chiều dài là 73. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F4 ạ. Với vai là 47, bụng là 54 và chiều dài là 67 ạ. Điểm nhấn của nó đây là một khăn cổ ở đây đi ạ. Polo đẹp cổ ạ. Có viền bo tay ở đây ạ. Ở đây sẽ có đây ạ. Ở đây sẽ có logo như thế này đi ạ. Đây là hãng của Nhật ạ. Vai là 47, bụng là 54 và chiều dài là 67 ạ. Em xem mã tiếp theo là mã F5 ạ. F5 với màu xám ạ. Ở đây sẽ có màu xám ạ. Điểm nhấn của nó ở đây là những cái họa tiết ở hai bên như thế này ạ. Nó sẽ có logo tem ở đây. Ở đây nó sẽ có viền bo tay ạ. Viền bo tay kẹt sọc ạ. Vai là 45, bụng là 51 và chiều dài là 65 ạ. Ở bên trong nó sẽ có tem ạ. Ở đây nó sẽ có tem cúc đây ạ. Đây sẽ có tem cúc đây, hàng của Nhật ạ. Mặc lên rất là thoải mái. Áo mã F5 này với vai là 45, bụng là 51 và chiều dài là 65 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F6 ạ. F6 với màu xanh dương ạ. Có điểm nhấn của nó là một chiếc túi ở đây ạ. Và hình chữ dọc ở đây ạ. Ở cổ của nó sẽ là có viền kẻ sọc đây ạ. Hàng có cả logo đấy đây ra. Ở bên trong nó có tem cúc ạ.
đây sẽ có trong bút như thế này ạ. Em giơ cận chất cho mọi người xem nha. Mặc lên là bao mát luôn nhá. Đây với vai là 49, bụng là 56 và chiều dài là 65 ạ. Ở đây có viền bo tay ở đây nè. Có viền bo tay cổ bẻ nè. Vai 49, bụng 56 và chiều dài là 65 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F7 ạ. F7 với mã màu đen, polo đen ạ. Polo đen nó sẽ có logo ở đây ạ. Đây là chất cốt tông tổ ong ạ. Có điện thoại tiết, họa tiết ở bên dưới này đây ạ. Họa tiết ở bên dưới, bên trái đây ạ. Và đây đằng sau của nó đây ạ. Đằng sau của nó hình như thế này ạ. Vai là 48, bụng là 55 và chiều dài là 70 ạ. Ở đây sẽ có viền bó tay nha mọi người. Đây sẽ có viền bó tay ạ. Tiêm mát ạ. Đây là chất cốt tông tổ ong nha. Chất cốt tông tổ ong với vai. Với mã này là vai là 48, bụng là 55 và chiều dài là 70 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F8 ạ. F8 màu vàng nha. Màu vàng kết hợp nha. Kết hợp các màu nha. Đây rất là nổi bật luôn nha. Đặc điểm của nó là chỗ này ạ. Hình nha. Hình này là hình thêu ạ. Mọi người không sợ bong ạ. Với vai là 46, bụng là 50 và chiều dài là 69 ạ. Ở đây sẽ có viền bo tay nhá. Ở đây sẽ có viền bo tay ạ. Bên trong của nó có mắt cúc ạ. Ở đây sẽ có mắt cúc ạ. Em cũng vơ cận chất cho mọi người xem. Đây là chất cốt tông ạ. Mã F8 này với vai là 46, bụng là 50 và chiều dài là 69 ạ. Kết hợp như này, kết hợp tất cả các màu này như thế này, nó nổi bật rất là cái áo, cho cái áo ấy. Em sẽ bắt tiếp theo là mã F9 ạ. Mã F9 với vai là 44, bụng là 40. Mã F9 này với vai là 44, bụng là 49 và chiều dài là 65 ạ. Mã này mã màu xanh ạ. Xanh dương ạ. Kết hợp của nó ở trong này là cổ màu xanh á, xanh nhạt á. Và tay đây ạ. Ở đây sẽ có tem của nó nha mọi người. Ở đây có tem đây ạ. Mã này, mã F9 này với vai là 44, bụng là 49 và chiều dài là 65 ạ. Ở bên dưới này nó sẽ kết hợp như thế này đấy ạ. Là chất cốt tông ạ. Em sẽ đựng chất cho mọi người xem. Vai là 44, bụng là 49 và chiều dài là 65 đấy ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F10 ạ. Mã F10 với vai là 45, bụng là 49 và chiều dài là 68 ạ. Màu đen kết hợp với màu hồng đấy ạ. Kết hợp màu đen hồng nha. Cả sau và cổ đây ạ. Ở viền bo tay nữa đây ạ. Đây là họa tiết của nó đây. Họa tiết này hình dập ạ. Có mát đây ạ. Ở đây sẽ có mát của nó đây ạ. Nó là chất cốt tông ạ. Kết hợp màu đen hồng ạ. Vai là 45, bụng là 49 và chiều dài là 68 ạ. Đây là sau của nó đây ạ. Đây đằng sau của nó. Đây, mọi người, em đưa cận chất cho mọi người xem nha. Mã F10 này với vai là 45, bụng là 49 và chiều dài là 68 nè. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F11 ạ. Mã F11 này với mã màu xanh ạ. Vai là 44, bụng là 48 và chiều dài là 67 ạ. Đây, có hình dập đây ạ. Đóng trước là hình dập đây ạ. Có viền bo tay ạ. Có tem mát đây ạ. Này chất cốt tông ạ, màu xanh ạ. Và đây là đằng sau của nó đây ạ. Rất là nổi bật luôn đấy ạ. Nổi bật trong màu áo này đấy ạ. Hãng này là hãng của Nhật ạ.
Vai là 44, bụng là 48, chiều dài là 67 ạ. Em ra cận chất cho mọi người ạ. Vai 44, bụng 48, chiều dài là 67 ạ. Mã em màu xanh này ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F12 ạ. Mã F12 này bạn với mã màu đen ạ. Có mã của đây ạ. Chất cốt tông ạ. À. Màu đen chất cốt tông có viền bó tay ạ. À. Đằng trước của nó đấy ạ. À. Có hình thế, có hình dập này đấy ạ. À. Có tem mác logo đấy ạ. À. Ở đằng sau nó có khoảng tên như thế này ạ. À. Vai là 46, bụng là 55 và chiều dài là 69 ạ. À. Ở bên dưới này đấy ạ. À. Ở đằng trước ở bên dưới này nó sẽ có một hình như thế này ạ. À. Mã màu đen chất cốt tông này ạ. Vai 46, 55 và chiều dài là 69 ạ. Vai 46, 55 và dài 69 ạ. Ở đây ạ, phải có tem này ạ. Các sản phẩm kia là mã F13 với mã em màu trắng này ạ. Với vai là 40, bụng 51 và chiều dài là 68 ạ. Sẽ có viền bo tay màu trắng chất cốt tông ạ. Cốt tông có giãn ạ. Ở bên trong nó sẽ có một tem như thế này ạ. Tem của nó sẽ như thế này ạ. Cái mặt em màu trắng này. Vai là 40, bụng là 51 và chiều dài là 68 ạ. Có tem và phần giải tả này ạ. Vai 40, bụng 51 và chiều dài là 68 ạ. Có viền bao tay nữa nhé. Anh lên mã tiếp theo là mã F14 ạ. F14 với mã màu đỏ ạ. Polo đỏ ạ. Đường nhấn của nó ở bên tay, ở bên tay phải đấy ạ. Có tem mác logo đấy ạ. Ở bên tay trái nó cũng sẽ có phần thêu. Phần thêu như thế này ạ. Vai là 51, bụng là 56 và chiều dài là 77 ạ. Ở bên trong nó sẽ có một tem như này. Tem cúc ạ. Tem cúc này ạ. Đặt nhấn của nó là ở hai bên này ạ. Vẫn có tem cúc ở đây nữa ạ. Cúc ở trước ngực này ạ. Vai là 51, bụng là 56 và chiều dài là 77 ạ. Mã màu đỏ ạ. Các chân này chắc cốt tông ạ, em xem ra cận chất ạ. Xem ra cận chất cho anh chị xem, cốt tông chính. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F15 ạ. Vai là 44, bụng là 48 và chiều dài là 70 ạ. Ở đây sẽ có những mã như thế này ạ, điểm nhấn của nó ở trước ngực này ạ, túi ạ. Có tem mát ở đây ạ. Ở đây sẽ có phần tem mát chắc cốt tông ạ. Màu xám, em có tông màu xám này ạ. Với vai là 44, bụng là 48 và chiều dài là 70 ạ. Ở bên hông nó sẽ có một cái phần như thế này ạ. Đây là tạo điểm nhấn cho một cái áo đấy ạ. Ở trên ngực có một cái túi ạ, có tem mát ạ. Vai là 44, bụng là 48 và chiều dài là 70 ạ. Một em màu xám chắc có tông ạ. Có hai cốc ở trước ngực đấy ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F16 ạ. Mã F16 có màu xanh cam ạ, kết hợp ạ. Kết hợp màu xanh cam ở đây ạ. Ở cổ này sẽ có cả sọc ạ, cả sọc kết hợp đấy ạ. Tức là mặc lên rất là thoải mái, mát. Mặc đi chơi hay đi làm hay là đi uống nước hay đi cà phê hay là đi tập thể dục với bạn bè cũng đều rất thoải mái, ok luôn ạ. Vai là 49, bụng là 58 và chiều dài là 70 ạ. Đây sẽ có phần tem ở đây ạ. Tem ở trong cổ đấy ạ. 18.000 một chiếc này ở đâu không bán đâu, không ở đâu bán rẻ hơn nữa. Mọi người mua 3 chiếc sẽ được vào đi ship ạ.
Đây em sẽ động chất ạ. Với vai là 49, bụng là 58 và chiều dài là 70 ạ. Đây, ở đây sẽ có điểm nhấn của nó ở đây. Điểm nhấn của nó là hai bên phía này màu cam nha. Đó, sẽ có viền tiền trắng ở đây. Đó, cổ này đây ạ, có cổ kẹp sọc đây ạ. Có tiêm ạ, có mát ạ. Vai là 49, bụng là 58 và chiều dài là 70 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F17 ạ. Ký hiệu này là hiệu Rolex kết hợp màu xanh ạ. Xanh nhạt xanh đậm ạ. Ở cổ này sẽ có kẻ sọc ạ. Ở cổ phần này sẽ có kẻ sọc trắng xanh này ạ. Hiệu Rolex ạ. Có tem mát ạ. Có dập hình theo ở đây ạ. Vai là 47, bụng là 54 và chiều dài là 69 ạ. Ở đằng sau sẽ có hình theo như thế này ạ. Rolex ạ. Vai 47, bụng 54 và chiều dài là 69 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F18 màu vàng ạ. Màu vàng kết hợp một cả ngang đây ạ. Cả ngang màu trắng xanh đây ạ. Ở đây sẽ có tem mát đây ạ. Điểm nhấn của nó ở đây là một chiếc túi ngực ạ. Túi ngực với những cái cúc như thế này đây ạ. Vai 42, bụng 46 và chiều dài là 66 ạ. 100% chất cốt tông ạ. Em sẽ giơ cận chất đây ạ. Em sẽ cận chất đây ạ. Vai 42, bụng 46 và chiều dài là 66 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 19 ạ. Mã 19 với vai là 48, bụng là 52 và chiều dài là 62 ạ. Màu xanh nhạc xanh thàn đấy ạ. Có xài đấy ạ. Có cúc của chiếc ngực này đấy ạ. Màu xanh thàn này chắc cứ tông ạ. Nó có thoáng khí như này nhé. Ở bên trong, có trong áo nó sẽ có cái tem nữa ạ. Đây sẽ cực tông ạ. Rồi cận chất cho mọi người. Vai 48, bụng 52 và chiều dài là 62 ạ. Màu xanh than ạ. Màu này bên em bán chạy rất là nhiều đấy ạ. Này. Thoáng khí. Mặc lên rất là mát luôn đấy ạ. Nó không bao giờ không sợ bị nóng đâu ạ. Vai 48, bụng 52 và chiều dài là 62 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F20 ạ. Mã F20 này màu xanh ạ. Chất cốt tông ạ. Ở đây sẽ có tem đấy ạ. Ở đây sẽ có tem của nó ạ. Đây là bên trong. Bên trong sẽ có mắt cúc đây ạ. Ở đây sẽ có mắt cúc đây ạ. Màu xanh kết hợp với màu xanh nhạt. Nhạt ở bên bó tay ạ. Bảo phần là cổ này là điểm nhấn của nó đấy ạ. Vai 50, bụng 58 và chiều dài là 72 ạ. Sẽ có phần xẻ tả đây đấy ạ. Có phần xẻ tả đây ạ. Đây có tem đây ạ. Có điểm nhấn ạ. Có cúc ở bên trong đây ạ. Có mắt cúc ở bên trong ạ. Mắt cúc bên trong đây ạ. Hàng này là hàng của Nhật ạ. Vai 50, bụng 58 và chiều dài là 72 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F21. Mã F21 này, chất này là chất thể thao. Mát, mặc lên rất là mát rồi ạ. Mọi người đi tập thể dục hay ở nhà cũng được ạ. Em sẽ có mát ở đây ạ. Điểm nhấn của nó ở cái chất màu nhá. Màu trắng, màu đỏ và màu đen ạ. Điểm nhấn là chất cổ, chất ngực ở đây ạ. Có cốt ở đây ạ. Ở bên trong nó sẽ có một cái tem như thế này ạ. Đây ạ, bên trong nó có tem này ạ. Em sẽ dựng chất mọi người ạ. Tập nhấn của nó ở một chất lượng này đây ạ. Vai là 43, bụng là 47 và chiều dài là 62 ạ. Nó sẽ có cái tem cúc đầy đủ đây ạ. Tem cúc theo logo theo ở trong ngực này ạ. Và tem mát ở đây ạ. Ở đây sẽ có phần xẻ tả ở bên đuôi này đây ạ.
Ê, tao phải đứng trong một cái áo đó. Chắc là chắc thể thao luôn em. Vai là 43, bụng là 47 và chiều dài là 62 ạ. Ở đằng sau ở đây ạ. Em sẽ lấy mã tiếp theo là mã F22 ạ. Mã 22 này là mã màu xanh ạ. Chất này là chất cốt tông ạ. Đó, chất phần tem đấy ạ. Điểm nhấn của nó ngoài cái cổ đấy ạ. Cổ nó chất này đấy ạ. Vai là 47, bụng là 56 và chiều dài là 72 ạ. Ở đằng sau của nó đấy ạ. Đây vào đây ạ, chất ngực ạ. Chất ngực của nó ạ. Điểm nhấn của nó là một cái chất ngực này ạ. Có tem mát đầy đủ luôn nha mọi người. Vai là 47, bụng là 56 và chiều dài là 72 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo. Mã tiếp theo là mã F23. Với vai là 42, bụng là 49 và chiều dài là 62 ạ. Đây là điểm nhấn của nó ở trước ngực này đây ạ. Ở đây sẽ có mác ở đây ạ. Ở bên trong của nó sẽ có một cái tem nhận như thế này đấy ạ. Ở bên trong nó sẽ có cái tem như thế này. Logo đây ạ. Cúc màu hồng, logo theo trước ngực ạ. Mã hồng ạ, chất cốt tông ạ. Vai là 42, bụng là 49 và chiều dài là 62 ạ. Mã tiếp theo là mã F24. Anh có như cả là màu lâu nhạt đấy ạ. Chất cốt tông ạ. Vai 46, 53 và chiều dài là 75 ạ. Nó sẽ có phần dập ở đây ạ. Dập logo luôn trong áo này đấy ạ. Có phiền bó tay ạ. Ở đây có phiền bó tay này ạ. Vai 46, bụng 53 và chiều dài là 75 ạ. Ở bên trong nó sẽ có một cái tem cúc như thế này ạ. Mắt cúc ạ. Ở bên trong sẽ có mắt cúc như thế này ạ. Trên cổ nó sẽ có như này, có biển bo tay, có hình dập đây ạ. Với vai là 46, bụng 53 và chiều dài là 75 ạ. Bo tay đây ạ, sẽ có cảm giác là mọi người chất cốt tông ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F25 ạ. Vai 42, bụng 50 và chiều dài là 67 ạ. Ở đây sẽ có phần kẻ này ạ, điểm nhấn của là một chiếc áo ấy ạ. Ở bên cổ, ở cổ nó sẽ có phần cả sau ạ, trắng xanh xám. Ở đây sẽ có phần cả sau như thế này ạ. Ở bên trong của nó sẽ có một cái mắt như thế này. Mắt cúc ạ. Ở phần mắt cúc ở bên dưới ạ. Có phần xẻ tà, có phần xẻ tà bên dưới đuôi này luôn ạ. Vai 42, bụng 50 và chiều dài là 67 ạ. Chất này là chất cốt tông ạ. Đây em sơ cận chất ạ. Em sơ cận chất đây ạ. Vai 42, bụng 50 và chiều dài là 67 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F26. F26 với hình màu xám ạ. Có hình dập ở đây ạ. Dập luôn ở trong áo đấy ạ. Vai 46, bụng 51 và chiều dài là 69 ạ. Có viền bo tay ạ. Có phần sẽ tà bên dưới và sẽ có mắt cúc như thế này ạ. Sẽ có mắt cúc lựa trong áo này ạ. Chất này là chất cốt tông ạ, màu xám ạ. Chất cốt tông màu xám ạ. Hình dập lỗi đây ạ. Vai 46, bụng 51 và chiều dài là 69 ạ. Có phần viền bo tay ạ. Có phần viền bo tay ở đây ạ. Màu xám chất cốt tông ạ. Màu xám chất cốt tông, vai 46, bụng 51 và chiều dài là 69 ạ. Em sẽ đậm chất đây ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F27 ạ. Mã F27 là mã màu hồng ạ. Có phần dập ở đây ạ. Có phần mác ở đây ạ.
dập ở trước ngực này đấy ạ. 3, 48, bụng 55 và chiều dài là 75 ạ. Ở bên trong nó sẽ có mát ạ. Ở bên trong áo sẽ có mát như thế này ạ. Mắc cúc đấy ạ. Ở đây sẽ có mắc cúc như thế này ạ. Đây là một phòng chất cực tông mát ạ. Vai 48, bụng 55 và chiều dài là 75 ạ. Đây ạ. Đây sẽ có như này. Có mát này rồi cũng có dập theo ở đây ạ. Và có mát ở bên trong, mát cũng bên trong là có phần sạc tà bên dưới đuôi này ạ. Vai 48, bụng 55 và chiều dài là 75 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F28. F28 này là tông nền trắng ạ. Tông nền trắng ạ. Vai 54, bụng 62 và chiều dài là 71 ạ. Ở đây sẽ có mát ạ. Mát ở bên trong này ạ. Điểm nhấn của nó đây là một cái những cả sóng ngang này nè, những cả sóng ngang chứ có tông mát đấy. Túi của nó là túi chất ngực này nè, cổ trắng á, vai 54, bụng 62 và chiều dài là 71 ạ. Ở bên trong của nó sẽ có mát như này, đây sẽ có mát cúc ạ. Nó sẽ có mắt cấp như thế này ạ. Vai 54, bụng 62 và chiều dài là 71 ạ. Có đầy đủ là có tem mắt. Có tem này, tem mắt cúc ở đây ạ. Nó có túi trước ngực ạ. Vai 54, bụng 62 và chiều dài là 71 ạ. Mã F28 ạ. Đồng giá 80.000 một chiếc, mua 3 chiếc sẽ được miễn ship ạ. Mã tiếp theo là mã màu xanh ạ, xanh than đấy ạ. Vai là 48, bụng là 53 và chiều dài là 69 ạ. Ở đây sẽ có ở đây ạ. Đứng dưới một cái áo ấy ạ. Và hình dập ở đây ạ. Ở đây sẽ có một cái túi ạ. Túi xin được mọi người có thể tháo ra. Mọi người đổ ở đây đã không sợ bị bay đâu ạ. Có hình dập ở đây nữa nè. Đứng dưới của nó một chiếc áo là tay này nữa ạ. Vai 48, bụng 53 và chiều dài là 69 ạ. Ở bên dưới sẽ có phần xẻ tả ạ. Đây, đằng sau của nó đây ạ. Chất cất tông mát lắm ạ. Ở đây ạ. Mọi người sẽ thấy ở đây có đựng nến. Một cái áo rất là đẹp luôn ạ. Vai 48, bụng 53 và chiều dài là 69 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F30 ạ. F30 với vai là 48, bụng là 60 và chiều dài là 76 ạ. Mã màu xanh chất cốt tông ạ. Đựng đến của nó ở cái cổ này ạ. Màu trắng đỏ này cả sọc này ạ. Bên trong nó sẽ có phần dập này ạ. Có phần dập. Tay bo phần kẻ đấy ạ. Trắng đỏ xanh đó. Ở bên dưới sẽ có phần xẻ tà ạ. Bên dưới sẽ có phần xẻ tà. Vai là 48, bụng 60 và chiều dài là 76 ạ. Ở bên trong nó sẽ có cái mắt cúc ạ. Bên trong nó sẽ có mắt cúc như thế này ạ. Điểm nhấn của một cái áo nằm ở đây. Nằm đây đấy. Vai 48, bụng 60 và chiều dài là 76. Em sẽ lên mã tiếp theo là F31. F31 với vai là 47, bụng là 54 và chiều dài là 74 ạ. Tông là xanh chất cốt tông. Chất cốt tông mát lắm ạ. Đây ạ, ở bên này màu trắng, cổ trắng kết hợp màu xanh cả sọc này ạ. Có tem mát đầy đủ. Họa tiết ạ. Họa tiết ở bên tay trái ạ. Tay phải ạ, và trước ngực này ạ. Vai 47, bụng 54 và chiều dài là 74 ạ. Và đây là đằng sau của nó đấy ạ. Tiếp theo mát đầy đủ luôn cho mọi người ạ. Vai 47, bụng 54 và chiều dài là 74 ạ. Hình này là hình dập nha mọi người, dập lỗi ạ. Có một chiếc túi ở trước ngực này ạ. Em sẽ hướng dẫn chắc cho mọi người xem. Vai 47,
bụng 54 và chiều dài là 74 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F32 ạ, màu xanh ạ. Xương dương ạ. Vai 57, bụng 62 và chiều dài là 71 ạ. Ở trên ngực nó sẽ có một cái túi như thế này ạ, có hai cục đây ạ. Đây là cổ của nó đây ạ. Chân này chắc nó thoáng khí này, nhìn mát lắm ạ. Vai 57, bụng 62 và chiều dài là 71 ạ. Mã 32 ạ. Đã sẽ lên mã tiếp theo là mã F33. Màu xanh than ạ. Polo cổ bể hàng, cổ bể hàng. Vai 47, bụng 53 và chiều dài là 68 ạ. Ở bên dưới sẽ có phần xẻ tà. Bên trong nó sẽ có cái mắt cúc như thế này. Ở đây sẽ có mắt này. Hắc của Nhật ạ. Vai 47, bụng 53 và chiều dài là 68 ạ. Đây nó cũng có phần mắt nha. Ở đây cũng có phần mắt như thế này ạ. Vai 47, bụng 53 và chiều dài là 68 ạ. Màu xanh than chất cốt tông, thoáng thoáng khí rất là mát luôn nha. Cái mã tiếp theo là mã 34 ạ. Một em không lần trắng vàng ạ. Cổ màu trắng đấy ạ. Có mát đấy ạ. Mặc lên rất là thoải mái và mát. Mặc đi chơi, đi đâu cũng đều ok luôn nha. Vai 43, bụng 47 và chiều dài là 64 ạ. Đây, có tem mát đấy ạ. Có tông giấy phông lèn trắng vàng ạ. Phần kẻ ngang này, ở đây có phần kẻ ngang này ạ. Vai 43, bụng 47 và chiều dài là 64 ạ. Ở đây sẽ có phần bao tay màu trắng ạ. Đây sẽ có phần bao tay cẩm chất đấy ạ. 343, 147 và chiều dài là 64 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 35. Mã 35 với vai là 56, bụng là 56 và chiều dài là 74 ạ. Đây sẽ có quyển bo tay ạ. Có quyển bo tay ở đây ạ. Có hình theo ở trước ngực ạ. Đường thân của nó là một cái cổ đấy ạ. Cổ kéo sọc đấy ạ. Trắng xanh ạ, xanh than chất cực lông của ong ạ. Sẽ có cổ của nó đây ạ, có tem đây ạ. Ở bên dưới sẽ có phần, ở bên dưới đuôi sẽ có phần xẻ tá như thế này ạ. Bên trong sẽ có mắt cúc ạ. Bên trong nó sẽ có mắt cúc như thế này ạ. Vai 56, bụng 56 và chiều dài là 74 ạ. Tay của nó sẽ có phần bo tay ở đây ạ. Bên dưới nó sẽ có phần thiệt tá. Vai 56, bụng 56 và chiều dài là 74. Màu xanh than chất cốt tông ạ. Ta sẽ lên mã như thế là 36 ạ. Màu xanh dương ạ. Chất dương đậm ạ. Vai 48, bụng 52 và chiều dài là 68 ạ. Đây sẽ có tem logo đây ạ. Phần tay này ạ. Có viền bo tay ạ. Người ta sẽ may thêm cái hình ở đây ạ. May cái tem đó ạ. Thêu ở trước ngực ạ. Còn nó cổ cúc ạ. Đây cổ tròn này ạ. Cổ bẻ tròn này ạ. Bên trong nó sẽ có mát ạ. Mát cúc ạ. Cơ bể mát cúc ạ. Vai 48, bụng 52 và chiều dài là 68 ạ. Thanh than ở bên dưới sẽ có phần xẻ tà như thế này ạ. Có tem ạ. Có hình thêu ạ. Quả tiết rồi bật luôn cái áo ạ. Là chất cốt tông màu xanh dương ấy ạ. Vai 48, bụng 52 và chiều dài là 68 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã S37 ạ. Mã S37 đấy, đây là màu xanh ạ. Có viền bo tay ạ. Đây nữa có cái áo là ở trước ngực này đấy ạ. Có cả ngang rồi đấy ạ. Có hình thêu ở đây, có tem mát đầy đủ ạ.
vai 47, bụng 60 và chiều dài là 67 ạ. Có viền bo tay rất là đẹp rồi ạ. Đây ạ, có tem mát này ạ. Chất có tông tổ ong này ạ. Đây, ở trên ngực này ạ. Vai 47, bụng 60 và chiều dài là 67 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F38. Là em một mã màu xanh than nữa ạ. Cơ tông tổ ong ạ. Vai 3, vai 55, bụng 62 và chiều dài là 80. Mã 38 này có viền bo tay ạ. Đến thế còn nó là cái này ạ. Có tem mát, chân ngực này, hình dập này ạ. Vai 55, bụng 62 và chiều dài là 80 ạ. Có viền bo tay ở đây đằng sau của nó ạ. Còn sao có nhìn này ạ. Mặc lên rất là thoải mái, đây cho các tông của ông ạ. Vai 55, 62 và chiều dài là 80 ạ. À, có viền bo tay ạ. Có viền bo tay cho mọi người. Có hình, có logo, có tem mát, có hình lập, có hình bo tay ở đây ạ. Đằng sau nó đây ạ. Vai 55, 62 và dài 80 ạ. Mã tiếp theo là mã 39 ạ. Mã 39 là mã màu đen ạ. Màu đen. Đây sẽ có đây ạ. Cổ. Dần đến cổ rất là cổ đây ạ. Có hình ở đây ạ. Vai 40, bụng 48 và chiều dài là 64 ạ. Mã F39 ạ. Đây. Chất thể thao ạ. Mã này rất là mát. Mọi người mặc đi thể dục hay là đi chơi cũng được ạ. Có hình, có đường nhấn vào trước ngực này nè. Chữ là trước ngực này. Cung ở đây, vai 40, bụng 48 và chiều dài là 64 ạ. Đây ạ, ở bên dưới góc này ra. Ở bên dưới góc này có hình dập như thế này nữa ạ. Ở bên trên này, bên dưới này cũng là hình dập hết ạ. Vai 40, bụng 48 và chiều dài là 64 ạ. Mã một đen chất thể thao rồi ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F40. Đây là chất cốt tông ạ. Chất cốt tông với vai là 45, 49 và chiều dài là 64 ạ. Ở đây sẽ có viền bo tay đây ạ. Đừng thấy một cái áo ở đây ạ. Có tem mát ạ. Ở trước ngực. Ở đây ạ. Trước ngực nó có cái túi này đây ạ. Có phần cả ngang các thứ. Đây ạ. Đây là chất cốt tông ạ. Vai 45, bộ 49 và chiều dài là 64. Ở bên trong nó sẽ có một cái tem như thế này ạ. Bên trong áo sẽ có một cái tem như thế này. Đây là tạo lên điểm nhấn cho một cái áo đó. Tạo lên điểm nhấn cho một cái áo. Vai 45, bộ 49 và chiều dài là 64. Bên dưới rất còn sẽ tàn như thế này ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F41. Là phông nền trắng ạ. Phông nền trắng phối hợp kẹt sọc đây ạ. Vai 43, bụng 48 và chiều dài là 66 ạ. Ở đây sẽ có viền bo tay màu trắng ạ. Kết hợp của nó ở đây sẽ là một cái túi, một kẹt sọc ngang ở đây ạ. Ở bên dưới sẽ có một kẹt sọc màu sọc, màu đỏ và màu xanh ạ. Phông nền trắng, chất cốt tông mát ạ. Ở bên trong sẽ có phần một cái tem mát, mát cung như thế này ạ. Bên trong phần mắt cũng như thế này. Phông nền trắng. Mã F44. Vai là 43, bộ 48 và chiều dài là 66 ạ. Em sẽ đưa cẩn chất cho mọi người ạ. Nó vẫn rất là mát rồi ạ. Ở đây nó sẽ có họa tiết đầy đủ ạ. Có viền bo tay, có mắt cúc bên trong. Phông nền trắng nè. Có cổ vẽ như thế này. Vai 43, bộ 48 và chiều dài là 66 ạ. Ở bên dưới nó sẽ có phần sẹt tà này. Bên dưới sẽ có phần sẹt tà như thế này ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F42. Vai là 46, bụng là 54 và chiều dài là 70 ạ. Nó sẽ có phần logo như thế này ạ. Họa tiết in họa tiết ạ. Trước đây ạ. Bên tay này nữa ạ.
Đây là sau của nó đây ạ. Và sau của nó sẽ là như thế này ạ. Vai 46, bụng 54 và chiều dài là 70 ạ. Mã màu xanh, chất thể thao ạ. Đây ạ. Có lỗ thoáng khí ở đây rất là mát rồi nha. Vai 46, bụng 54 và chiều dài là 70 ạ. Yên phả tiết các kiểu đấy ạ. Có phần mát ở đây ạ. Đây là phần mát ạ. Ở bên trong của nó sẽ có một cái mát nữa như này ạ. Vai 46, bụng 54 và chiều dài là 70 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã S43. Mã S43 là một mã màu vàng ạ. Nó giống như kiểu màu vàng chanh ạ. Vai là 47, bụng là 52 và chiều dài là 74 ạ. Ở đây sẽ có phần mát ạ. Đây là nổi bật của nó ở trong ngực này ạ. Thêu ở đây ạ. Có viền bao tay ở bên dưới là phần giả tá. Bên trong nó sẽ có phần mắt ạ, mắt cúc ạ. Ở đây sẽ phần mắt cúc như thế này ạ. Mã màu vàng chanh chất cất tông ạ. Vai 47, bụng 52 và chiều dài là 74 ạ. Ở bên dưới sẽ có phần giả tá. Có mắt cúc, có hình thêu, có viền bao tay, có phần giả tá bên dưới này ạ. Mã F43 ngày mới vai là 47, bộ 52 và chiều dài là 74 ạ. Màu vàng chanh chất cốt tông ạ. Chưa rồi, vẫn chất đây ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F44 ạ. Mã F44 này với mã màu xanh than ạ. Có hình thêu ở đây ạ. Có hình thêu ở trước của mình đây. Vai 48, bộ 52 và chiều dài là 66 ạ. Ở bên dưới của nó sẽ là phần xẻ tán như thế này ạ. À, bên trong của nó sẽ có phần mắt cúc ạ. Bên trong của nó sẽ có phần mắt cúc như thế này ạ. Có logo ở đây ạ. Mắt ở đây ạ. Hình theo ở trong ngực này ạ. Vai 48, bụng 52 và chiều dài là 66 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F45. Vai là 47, bụng là 55 và chiều dài là 73. Mã màu xanh. Mã màu xanh chất cất tông ạ. Có phần tiền bao tay và túi trước ngực này ạ. Có mắt, mắt đầy đủ trước ngực này ạ. Mã đầy đủ. Tiền mắt các thứ trong phần túi này. Có phần tiền bao tay ạ. Đây phần tiền mắt của nó. Vai 47, bụng 55 và chiều dài là 73. Mã màu xanh ạ. Mã màu xanh này với vai là 47, bụng là 55 và chiều dài là 73. Em lên mã tiếp theo là mã 46, F46 ạ. Mã 46 này là chất thể thao ạ. Có phần khóa ạ. Phần khóa ở trước rồi đấy ạ. Mã này là hát Rolex ạ. Này là mã màu xanh đấy ạ. Màu xanh chất thể thao ạ. Em sẽ đưa cận chất cho mọi người ạ. Hát Rolex ạ. Mọi người là một cái thể dục rất là mát và thoải mái rồi đấy ạ. Đặc nhấn của nó ở một là các màu ở đây ạ. Được những phát họa tiết như thế này ạ. In là logo Rolex ở đây ạ. Logo của Rolex ở đây ạ. Vai 42, bụng 44 và chiều dài là 64 ạ. Ở bên dưới sẽ có phần xẻ tà. Bên trong nó sẽ có một cái mát như thế này ạ. Ở bên trong sẽ có mát hiệu Rolex ở đây ạ. Đây mọi người thấy ạ. Có tem mát ở sau đấy ạ. Vai 42, bụng 44 và chiều dài là 64 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F47 ạ. Mã F47, mã màu xanh dương ạ. Xanh dương kết hợp với cổ bìa màu trắng ạ. Vai là 45 và bụng là 57, chiều dài là 68 ạ. Màu xanh dương ạ. Chất thể thao ạ. Đẹp miếng của nó ở trước ngực này đây ạ. Trước đây ạ. Có hình thêu ở trước ngực này nữa ạ. Kết hợp màu trắng, cổ màu trắng ạ. Bên trong của nó sẽ có một cái tem mát như thế này nữa. Bên trong nó sẽ có một cái mát như thế này nữa ạ. Vai 45 và bụng là 57, chiều dài là 68 ạ. Màu xanh dương chất thể thao. Có hình thức hai kết hợp với cổ màu trắng này ạ. Đây ạ, có tiền ở đây ạ.
đằng sau của nó đấy ạ. Vai là 45, bụng là 57, chiều dài là 68 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 49 ạ. Mã 48 ạ. Phong nền trắng ạ. Mã này phong nền trắng, cái thảm màu xanh ạ. Xanh dương đậm, xanh tinh nhạt đấy ạ. Có hình quả tiết như thế này, hiệu Rolex ạ. Có phần mát ở đây ạ. Đây có hình dọc Rolex ở đây ạ. Quả tiết màu xanh, xanh dương, xanh nhạt, cứ ở đây hết ạ. Ở đằng sau của nó, ở đằng sau của nó nó sẽ có những chiếc cúc, có một có bốn chiếc cúc ạ, bốn chiếc cúc phụ đằng sau ạ. Đây chiếc cúc tông mắt ạ, chiếc cúc tông mắt có bốn chiếc cúc phụ như thế này ạ, đằng sau lưng này ạ. Vai 48, bụng 51 và chiều dài là 69 ạ. Phông nền trắng xanh ạ, phông nền trắng xanh, chiếc cúc tông mắt ạ. Có bốn cúc phụ phía sau lưng như thế này ạ. Vai 48, bụng 51 và chiều dài là 69 ạ. Ở nơi có phần xẻ tả, bên trong sẽ có một cái mát nữa ạ. Đây bên trong sẽ có phần cái mát như thế này ạ. Vai 48, bụng 51 và chiều dài là 69 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 49 ạ. Mã màu đen ạ, kết hợp ở đây sẽ có một túi hết chân ngực này ạ. Các cái túi chân ngực và điểm nhấn của nó ở bên tay này ạ. Kết hợp màu sọc, cái phần phụ ở đây là màu xanh đấy ạ. Vai 49, bụng 53 và chiều dài là 67 ạ. Ở đây sẽ có phần mát đấy ạ. Ở đằng sau của nó như thế này ạ. Có hình chữ, dập chữ ở đây ạ. Chữ hình chữ như thế ạ. Vai 49, bụng 53 và chiều dài là 67 ạ. Kết hợp màu xanh đấy ạ, màu đen xanh, kết hợp màu đen xanh chất thể thao ạ. Màu đen xanh chất thể thao ở đây ạ. Co giãn thoải mái mọi người ơi. Vai 49, bụng 53 và chiều dài là 67 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 50 ạ. Mã 50 này là màu xám nhạt đấy ạ. Có hình quả tiết như thế này ạ. Kết hợp một túi trước ngực. Vai 43, bụng 52 và chiều dài là 67 ạ. Và giống kéo cho có tông giấy ấy. Tức nó sẽ có khoảng tí như thế này. Điểm đến của nó một cái túi ở trong áo này đi ạ. Vai 43, bụng 52 và chiều dài là 67 ạ. Đây sẽ có như thế này. Vai 43, bụng 52 và chiều dài là 67 ạ. Có tem mát đây đúng không ạ? Có túi ở trong một ạ. Có hình dập theo. Có hình đây ạ. Nó như hình này ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F51 ạ. Mã 1 với vai là 50, bụng 53 và chiều dài là 72 ạ. Phông nền trắng cam ạ. Phông nền trắng cam chất thể thao ạ. Đây sẽ có phần mắt như thế này ạ. Đây phần tay của nó đây ạ. Phần tiết như thế này. Có phần trẻ tà. Có phần trẻ tà đây ạ. Là sẽ có cúc như thế này ạ. Vai 50, bụng 53 và chiều dài là 72 ạ. Hiệu là hiệu Rolex ạ. Dập theo chữ Rolex ở trước ngực này ạ. Phông nền trắng cam. Phông nền trắng cam đây ạ. Vai 50, bụng 53 và chiều dài là 72 ạ. Có phần trẻ tà, có mắt đầy đủ, có dập logo. Và có mát ở bên trong này ạ. Đây là sau đó đây ạ. Vai 50, bụng 53 và chiều dài là 72 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 52 ạ. Màu đen ạ. Đây có hình thù mã tiết đầy đủ này. Rất là đẹp luôn ạ. Kết hợp của nó sẽ phần cột sọc này ạ. Cột sọc vào sẽ có phần mát đây ạ. Mã màu đen này rất thoải mái, rất mát, rất thoáng khí luôn đấy ạ. Bên trong sẽ có một mắt cúc như thế này ạ. Bên trong sẽ có phần mắt cúc như thế này. Các mọi người có thể thấy em giữ cảm giác cho mọi người xem ạ. Có hình họa tiết. Họa tiết rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã màu đen với tay là 45, bụng 52 và chiều dài là 68 ạ. Có phần xẻ tả bên dưới này nha. Mắt cúc bên trong ạ. Có hình mắt. Mắt ở đây ạ. Hình theo chiếc ngực, có vào cặp túi chiếc ngực luôn nha mọi người.
vai 45, 152 và chiều dài là 68 ạ. Sẽ lên mã tiếp theo là mã tặng ạ. F53 mã tặng ạ. Vai 52, 60 và chiều dài là 78 ạ. Nó sẽ có phần theo theo ở trước ngực này ạ. Sẽ có phần theo ở đây ạ. Có mắt ở đây ạ. Có mắt ở sau cổ đây ạ. Ở đây dưới này sẽ có phần xẻ tà và sẽ có một cái mắc cúc ạ, mắc hai cúc ạ, điểm nhấn của nó ở trên cái cổ này ạ và trước ngực này ạ. Vai 52, bụng 60 và chiều dài là 78 ạ. Phần xẻ tà đây ạ, bụng 52, vai 52, bụng 60 và chiều dài là 78 ạ. Chất người này là chất cốt tông đấy ạ, màu xanh đấy ạ, màu xanh nhạt ạ, cốt tông màu xanh nhạt ạ. Sau đó tiếp theo là mã 54 ạ. F54 với vai là 45, bụng là 49 mà chiều dài là 66 ạ. Màu đen chất thể thao ạ. Đây sẽ có phần đây ạ. Nó sẽ có tên logo đây ạ. Theo logo đây ạ. Có dập, dập ở sau áo này ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy ạ. Mã 1 đen chất thể thao ạ. Vai 45, bụng 49 mà chiều dài là 66 ạ. Ở bên này sẽ có phần xẻ tà, sẽ có phần xẻ tà và sẽ có mắt như thế này ạ. Đây sẽ có mắt bên trong áo như thế này ạ. Vai 45, bụng 49 và chiều dài là 66 ạ. Màu đen chất thao ạ. Mặc lên là mắt, mọi người đi tập thể dục thoải mái hơn ạ, chống hút mồ hôi rồi ạ. Đây sẽ có tiếp theo là mã F55 ạ. F55 này là màu xanh dương nhạt đấy ạ. Mã màu xanh dương nhạt. Chất này là chất dệt, cảm thấy dệt may á. Chất dệt may á. Vai 43, bụng 53 là chiều dài là 69 ạ. Tính như của nó là một cái áo như thế này ạ. Và đây nó sẽ may thêm một cái thêm cái này như này. Tính như nó có cái áo như thế này. Bên tay phải ạ. Và túi trong lưng này có một người có thể tháo. Tháo túi ra nha mọi người. Tôi cần tháo túi hoặc là cài vào cũng được ạ. Vai 43, bụng 53 và chiều dài là 69 ạ. Ở dưới sẽ có phần xẻ tà. Ở dưới sẽ có phần xẻ tà. Và bên trong nó sẽ có mắt như thế này. Có luôn cô cho mọi người ạ. 43, bụng 53 và chiều dài là 69 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 56, màu xanh tinh than ạ. Kết hợp với màu vàng. Kết hợp với vàng đây ạ. Vai ạ. Vai là 45, bụng là 49 và chiều dài là 65 ạ. Ở bên dưới đấy. Ở bên dưới sẽ có như này. Bên dưới sẽ có phần kết hợp màu vàng như bên trên ạ. Cũng phải bật cho một cái áo rồi đấy ạ. Vai 45, bụng 49 và chiều dài là 65 ạ. Này màu xanh than, chất thể thao ạ. Có túi ở trước ngực đấy ạ. Có mát ở đây ạ. Vai 45, bộ 49 và chiều dài là 65 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F57 ạ. Vai là 56, bộ 63 và chiều dài là 73. Có tiền bó tay ạ. Có túi ở trước ngực ạ. Đừng nhấn có lõ một cái cổ này đấy ạ. Có cả sọc ạ. Cả sọc màu xám đen ạ. Đây là chất cốt tông ạ. Nó sẽ có phần túi, ở trong túi sẽ có phần thêu như thế này ạ. Đây là phần thêu nhé. Phần bó tay sẽ có cả ngang như thế này ạ. Em sẽ giữ cận chất cho mọi người xem. Ngoài là màu xám ạ. Em sẽ giữ cận chất cho mọi người xem. Vai 56, bụng 63 và chiều dài là 73. Đây ạ. Nó rộng lắm đấy ạ. Có tem mắc đầy đủ, có túi, có yêu lâu. Có thêu hạng đấy ạ. Thêu hạng của nó đấy ạ. Vai 56, bụng 63 và chiều dài 73. Ở bên trong của nó sẽ có cái mắt cúc như thế này ạ. Bên trong sẽ có mắt cúc như thế này ạ. Vai 56, bụng 63 và chiều dài là 73. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F58 ạ. Mã màu xanh than tiếp ạ. Chất thể thao ạ. Có túi chất lượng và có thêu. Có thêu chữ ở đây ạ. Có mát ở đây ạ. Vai 53, bụng 62 và chiều dài là 76 ạ. Ở bên dưới này sẽ có phần xẻ tà.
ở bên dưới chân phần xẻ tạ và có mát như thế này ạ. Màu xanh than chất thể thao ạ, vai 53 bộ 62 và chiều dài là 76 ạ. Nên tôi cận chất cho mọi người xem đây ạ. Vai ạ. Đây chân phần túi ở đây, có chữ ở đây ạ. Vai 53 bộ 62 và chiều dài là 76 ạ. Đây, tay của nó đây ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 59 ạ. Vai 46 bộ 53 và chiều dài là 60 ạ, F 59 ạ. Đó sẽ là phần túi chứ không được ạ. Có phần thêu ở đây ạ. Đây một người nó thủy đây ạ. Mát đây ạ. Bộ lột trắng ạ, màu trắng chất cotton ạ. Đây là màu trắng chất cotton có viền bo tay ạ. Vai 46 bộ 53 và chiều dài là 60 ạ. Có viền bo tay ở đây ạ. Màu trắng, mát, có thêu, có túi. Bên dưới sẽ có phần thẻ tà ạ. Và bên trong nó sẽ có mắt như thế này ạ. Vai 46, bộ 53 và chiều dài là 60 đây ạ. Đây là túi cho người đây ạ. Chất cốt tông màu trắng ạ. Vai 46, bộ 53 và chiều dài là 60 ạ. Đây lên mã tiếp theo là mã S60 ạ. Mã S60 là màu xanh lưu này đây ạ. Có chữ ở trong phần đây ạ. Đây sẽ có phần điểm nhấn của nó ở đây ạ. Ở cổ này đây ạ. Mặc cái mô này mà rất là mát và thoải mái đấy ạ. Do giống như chất thể thao đấy ạ. Bên trong của nó sẽ có một cái mát như thế này ạ. Bên trong của nó sẽ có một cái mát như thế này. Điểm đến của nó ở một cái cổ này như thế này đấy ạ. Sau đây cận chất cho mọi người xem. Vai 45, bụng 52 và chiều dài là 65 ạ. Đây. Có xanh đấy ạ, có xanh dương đấy ạ. Vai 45, bụng 52 và chiều dài là 65 ạ. Đây, đằng sau của nó đây ạ. Bên này sẽ có cái chữ ở đây ạ. Chữ ở đây ạ. Đây, mã tiếp theo là mã S61 ạ. Mã màu hồng ạ. Ở đây sẽ có mác ở đây ạ. Có hình dập ở đây nữa ạ. Có viền bo tay. Vai là 42, bụng là 46 và chiều dài là 64 ạ. Ở đằng sau sẽ có cái gì đây, có số thì cả số ở đây ạ. Mã màu hồng ạ. Vai 42, bụng 46 và chiều dài là 64 ạ. Đây, chúng ta có phần dập như thế này ạ. Mã màu hồng ạ. Chất cốt tông ạ. Em sẽ cận chất cho mọi người xem. Vai 42, bụng 46 và chiều dài là 64 ạ. Nó sẽ có viền bo tay như thế này đấy ạ. Ở đằng sau nó như thế này ạ. Có tem mát, có dập đầy đủ ạ. Có viền bo tay đấy ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F62 ạ. Mã 62 đấy ạ. Chất cốt tông giấy. Nó là nó giống như cốt tông giấy ấy. Nhìn nó mỏng vậy thôi nhưng mà mặt lên nó cũng sợ không sợ bị lộ đâu ạ. Đây phần cổ của nó đây ạ. Cốt như này, phần túi của nó đây ạ. Phần túi của nó như này. Vai 49, bụng là 57 và chiều dài là 69 ạ. Và bên trong nó sẽ có một cái mát như thế này ạ. Đây sẽ có phần mát như này ạ. Made in Japan ạ. Cốt tông 100% ạ. Đây có phần mát này ạ. Đấm đấy còn nói không biết mấy cái sọc ngang như thế này ạ. Vai 49, bụng 57 và chiều dài là 69 ạ. Chất cốt tông giấy ạ. Em sẽ cận chất cho mọi người xem. Vai 49, bụng 57 và chiều dài là 69 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F63. Màu xanh ạ. Mã F63, F63 màu xanh dương. Màu xanh ạ. Chất cốt tông ạ. Vai 48, bụng 53 và chiều dài là 66 ạ. Nó sẽ có họa tiết như thế này ạ. Ở đây sẽ phần cổ. Đây phần cổ đó đây ạ. Chất cốt tông nha. Sau đó cận chất cho mọi người xem. Có số, có hình ở đây ạ. Có viền bo tay ạ. Bên đó sẽ phần xẻ tà. Xẻ tà và có sẽ có cái mắt cúc như thế này ạ. Sẽ phần mắt cúc ạ. Bên trong áo. Vai 48, bụng 53 và chiều dài là 66 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 64 ạ. Mã 64 này với màu đen ạ. Có quá ạ.
nó sẽ có quả thế này kết hợp với màu đỏ và trắng á, màu sọc đỏ trắng đen nhé. Vai 50, 161 và chiều dài là 69 á. Ở đây sẽ có phần logo này á, logo ở bên ngoài áo á. Đây, tay của nó đây ạ, đằng sau của nó đây ạ. Ở đây sẽ có một cái túi ở trước ngực đấy ạ, có hình theo ở đây luôn ạ. Vai 50, 161 và chiều dài là 69 á, F64, mã 64 ạ. Ở bên trong nó sẽ có một cái mát như thế này, ở bên trong nó sẽ có một mát như thế này. Này, vai 50, 161 và chiều dài là 69 ạ. Nó sẽ có quả kéo như thế này ạ. Đây sẽ có một quả kéo ạ. Màu đen, chất này là chất cốt tông ạ. Chất này chất cốt tông, sẽ có thể chất cho mọi người xem. Vai 50, 161 và chiều dài là 69 ạ. Kết hợp màu đen đỏ đây ạ. Kết hợp đen đỏ đây ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F65, mã họa tiết ạ. Họa tiết hoa, họa tiết hoa phông nền xanh trắng ạ. Ở bên sẽ có phần thêu như này, nó sẽ in con này vào đây này. Vai 48, bộ 52 và chiều dài là 72 ạ. Chất này là chất cốt tông ạ. Chất cốt tông mặc lên rất là mát ạ. Nó có lỗ thoát khí ở đây như này, mọi người có thể thấy đấy ạ. Ở bên dưới sẽ có phần xẻ tả, bên dưới sẽ có phần xẻ tả như thế này, và bên trong sẽ có một cái mát như thế này, ở bên trong sẽ có mát như thế này. Đây có hiệu Arabat, hiệu Arabat. Vai 48, 152 và chiều dài 72 ạ. Họa tiết hoa mã F65 ạ, mã F65. Vai 48, 152 và chiều dài là 72 ạ. Polo hoa. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F66. Vai 43, 148 và chiều dài là 68 ạ. Mã màu này. Này, mọi người sẽ xem bản chất của nó nè. Chất cốt tông ạ. Chất cốt tông nè. Có cả sọc và cổ đấy ạ. Để chúng ta có một cái áo. Ở chân ngực có một túi là hình theo ạ. Hình theo ở trên chất cái túi này đấy ạ. Đây. Vai 43, bụng 48, chiều dài là 68 ạ. Ở bên dưới sẽ có phần một sẽ tà như thế này ạ. Ở bên dưới sẽ có phần sẽ tà. Và sẽ có cái mắt cúc. Mắt cúc đấy ạ. Vai 43, bụng 48 và chiều dài là 66 ạ. Có mắt cúc đầy đủ ạ. Hình theo ạ. Có túi ạ. Và có phần sẽ tà của mắt cúc bên trong nữa ạ. Đây thì bên đây phần sau lưng của nó nè. Vai 43, bộ 48 chiều dài là 66 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 67 ạ. Là mã màu tím ạ. Tím kẻ ngang cái hộp nó đấy ạ. Có phần mắt đấy ạ. Vai 51, bộ 59 và chiều dài là 73. Đây có viền bó tay ạ. Đấy, có viền bó tay như này ạ. Có phần xẻ tà bên dưới ạ. Và sẽ có mắt ở bên trong ạ. Mắt cúc ạ. Sẽ có phần mắt cúc ở bên trong ạ. Vai 51, bụng 59 và chiều dài là 73. Chất cốt tông tổng ong này ạ. Màu tím ạ. Chất cốt tông ạ. Màu tím. Vai 51, bụng 59 và chiều dài là 73. Có mắt cúc đầy đủ ạ. Có họa tiết sọc ngang này ạ. Sọc ngang ạ. Và sẽ có phần chẻ tà. Có bo tay và có mắt cúc bên trong ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 68 ạ. Mã 68 là màu xanh dương ạ. Vai 47, bụng 54 và chiều dài là 66 ạ. Cho mọi người thấy đấy ạ. Có mắt đấy ạ. Có mắt đấy ạ. Màu xanh ạ. Có viền bo tay ở đây ạ. Vai 47, bụng 54 và chiều dài là 66 ạ. Đây là sau đó như này ạ. Đây mắt đây ạ. Vai 47, bụng 54 và chiều dài là 66 ạ. Màu này em bên em chạy rất là nhiều luôn ạ. Chạy mã rất là nhiều. Em sẽ đến mã tiếp theo là mã 69 ạ. Mã màu đen ạ. Mã màu đen ở đây sẽ có phần này ạ. Nó sẽ may thêm hiểu này. Có cúc màu này ạ. Mã màu đen chất thể thao ạ. Vai 46, bụng 50 và chiều dài là 68 ạ. Ở đây sẽ có phần dưới là sẽ có phần đặc mặt ạ. Đây ạ, nó sẽ có viền
viền xuẩn như thế này ạ. Vai 46, bụng 50 và chiều dài là 66 ạ. Ở bên trong nó sẽ có phần cái mặt mát như thế này. Bên trong sẽ có phần mắt cúc như thế này ạ. Mặt này rất là thoải mái, mát đi chơi, tất cả dùng thấm hút mồ hôi. Thoải mái luôn ạ. Vai 46, bụng 50 và chiều dài là 66 ạ. Mát màu đen chất thể thao ạ. Mát màu đen chất thể thao ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã 70 ạ. Mã 70 này ạ. Đây là chiếc cốt tông ạ. Đây là chiếc phần và nó sẽ phải may thêm cái viền như này ạ. May thêm cái đường bên trong như này nhé. Có mát ạ. Có họa tiết ở bên dưới ạ. Ở bên dưới này sẽ có phần xẻ tả. Vai 43, 148 chiều dài là 70 ạ. Đây đằng sau của nó như thế này ạ. Và phần bên trong, phần bên trong của nó ấy, có phần mát này, mắt cúc ạ. Bên trong sẽ có phần mắt cúc như thế này ạ. Vai 43, 148 chiều dài là 70 ạ. Đây là trước này, là trước của nó đấy, phần sau của nó ạ. Phần sau như này ạ. Điểm nhấn của nó là ở cổ này ạ. Tiết ở bên trước, họa tiết đằng trước, đằng trước, đằng sau. Vai 43, 148 chiều dài là 70 ạ. Có tem mắt đầy đủ này, có may thêm logo đây này, họa tiết này, phần có phần chẻ tà và có mắt cúc bên trong ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F71 ạ, mắt màu vàng ạ, mắt màu vàng kết hợp với cổ vẻ màu đen ạ, có kẹt sọc đây ạ, màu vàng. Vai 51, 153 chiều dài là 73. Có phần túi ở trước ngực này đi ạ. Có phần sẻ tà ở bên dưới và à, đây không có phần sẻ tà. Có phần tem, ở đây có tem đấy ạ. Màu vàng á, chất cốt tông ạ. Đây màu vàng chất cốt tông. Điểm tấn của nó là màu cổ đen đấy ạ. Đen là sườn, sườn sườn cốt màu, cốt màu đen rồi đấy ạ. Có phần mát ở đây ạ. Vai 51, bụng 53 và chiều dài là 73. Màu vàng chất cốt tông ạ. Kết hợp màu vàng đen ạ. Em sẽ đăng mã tiếp theo là mã F72 ạ. Mã F72 với vai là 48, bộ 53 và chiều dài là 70 ạ. Chất cốt tông giấy ạ. Đây là chất cốt tông giấy phông lền trắng xanh ạ. Đây sẽ có phần mát như thế này ạ. Đây cả sọc. Đây nó sẽ theo một hình ở đây đấy ạ. Có theo một hình ở đây cho mọi người. Ở bên trong áo sẽ có một mắt cúc ạ. Ở bên trong áo sẽ có mắt cúc như thế này ạ. Ở cổ nó như thế này đấy ạ. Vai 48, bụng 53 và chiều dài là 70 ạ. Phông trắng xanh ạ. Chất cốt tông giấy. Màu trắng xanh chất cốt tông giấy ạ. Đây đằng sau của nó như thế này đấy ạ. Đằng sau của nó như thế này ạ. Vai 48, bụng 53 và chiều dài là 70 ạ. Em sẽ lên mã tiếp theo là mã F74 ạ. Vai 55, bụng 65 và chiều dài là 77 ạ. Đây, kết hợp của nó là một cả ngang này đấy đi ạ. Một trắng xanh ở bên dưới này sẽ là một xám ạ. Chất cốt tông ạ. Vai 55, bụng 65 và chiều dài là 77 ạ. Đây, sẽ có phần mắt cúc đây ạ. Đây, sẽ có mắt cúc như thế này ạ. Đây, họa tiết đằng trước đằng sau của nó như thế này ạ. Đây, nó sẽ có mác đây này. Vai 55, bụng 65 và chiều dài là 77 ạ. Chỉ 80.000 một chiếc, mua 3 chiếc sẽ được miễn ship ạ. Em sẽ đăng mã tiếp theo là mã F74 ạ. Mã F74 này là màu lâu ạ, lâu đậm ạ. Kết hợp với kẹt ngang ở bên giữa, giữa cái áo này ạ. Tay 53, bụng 55 và chiều dài là 68 ạ. Sẽ có túi một chiếc ngực này trong mọi người ạ. Và đằng sau của nó như thế này ạ. Đằng sau của nó như thế này ạ. À, chiếc túi này sẽ có một hình theo như thế này ạ. Hình theo có một cái ô này đấy ạ. Tay 53, bụng 55 và chiều dài là 68 ạ. Ở bên trong áo. Bên trong sông áo, phải bên trong áo có một cái mắt cúc như thế này ạ. Ở bên trong áo sẽ có mắt cúc như thế ạ. Đây là chất cốt tông giấy ạ. Vai 53, bụng 55 và chiều dài là 68 ạ.
ở trước ngực sẽ có một cái túi như thế này, màu nâu chất cốt tông, cốt tông giấy ạ. Đây phần mắt cốc đầy đủ anh ạ mọi người, mắt cốc được bên trong ạ. Và có phần logo, logo mắt ở đây ạ, logo mắt sau cánh ở đây ạ. Dài 53, bụng 55 và chiều dài là 68 ạ. Vậy là hôm nay tất cả là 74 sản phẩm mẫu polo. Mọi người có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0948241055 để được tư vấn và gửi hàng trong ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn tất cả các anh các chú đã ủng hộ chăm sóc em. Em xin cảm ơn.